Các bác đang xem là dòng 601 của Victor. Hôm nay em về hai model 601 nhé, 601 và 601B. Em đang test là cặp 601 với thiết kế hai bát, hai lỗ thở nó sẽ nằm ở dưới. Còn 601B thì vẫn hai bát như này, nhưng 601B thì cái lỗ thở nó phía trên này. Đấy, bây giờ các bác sẽ nghe một chút chất của em này, xong rồi em sẽ giới thiệu thêm cho các bác. Thiết kế thì cực kỳ dị các bác nhé. Nếu mà nói nó còn dị hơn rất là nhiều so với cặp Abo 601 C3. Và nếu mà anh em để ý thì dòng này người ta cũng review tương đối nhiều để gọi là có cái sự so sánh với cả 601 C3 của Abo. Và bản thân hãng Victor người ta 601 này nó cũng có cái ý tưởng người ta. Tuy nhiên thì so sánh nhiều thì cũng khập khiễng. Cái vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là cái thương hiệu này. Hiện tại bây giờ các bác sử dụng đôi này nó rất là hợp lý. Và tiếng nó rất là tốt so với cái tổng ngân sách em bỏ ra trên 10 triệu một chút. Nó rất là tốt luôn, sử dụng hai bát thật nha các bác nhá. Đó, hai lỗ thở. Cấu hình của em này sẽ gồm có hai bát này. Hai bên này này. Và nó là hai chung, tép người ta sẽ để chính giữa. Đấy, với cái thiết kế này thì tép người ta sẽ định vị là đi thẳng luôn vào tai của mình. Còn tại sao mà người ta thiết kế như các bác nhìn em mở cái lá này để người ta cái lá này người ta cũng sẽ định hướng được cái loa chung tùy vào cái góc ngồi của mình. Và cái thiết kế này nó cũng sẽ giảm thiểu phần nào đấy, đặc biệt là các bác khi các bác hát với những chiếc vang mà cái mạch chống hú nó không tốt thì cái định hướng cho loa này thì cũng sẽ giảm thiểu được cái phần hú. Bởi vì hú thực ra nó là cái hiện tượng cộng hưởng thôi. Nó cùng với cả tần số sóng giữa loa phát ra, nó bắt vào mic thì nó cùng tần số thì nó rít lên bởi vì nó quá lớn. Nó giống như cái cầu. Nếu mà nhiều người rung cùng một nhịp thì nó sẽ gây gãy cầu, nó cộng hưởng. Thì cái này như vậy. Nếu mà ngày xưa hồi em nhớ là thời mà chưa có những cái vang chống hú tốt. Nhiều khi mình hát karaoke mình chỉnh rất ok, rất hay rồi, nhưng mà đến đoạn mình hát nó cứ bị rú. Một trong cách là nếu mà chỉnh mà giảm các cái ví dụ như giảm echo xuống, hoặc là giảm âm lượng mic, hoặc là giảm âm lượng nhạc gì đấy vân vân, nhiều cách giảm âm lượng master đấy, thì nó sẽ làm gì, nó sẽ chán,
Thế một cái cách, thêm một cách nữa đấy là anh em mình xoay hướng loa. Đấy, thế cho nên là sở dĩ ngày xưa mà những cái loa trên như cái giá loa cái em treo rồi đến hơn chục năm rồi, là nó cứ xoay, nó có cái đế nó xoay. Một phần là xoay để định hướng cho nó phù hợp với không gian, nhưng mà cái nữa là đấy để chỉnh hướng nhạc cho nó phù hợp. Thì nhiều khi mình cứ xoay nó lệch hướng đi tí thì nó lại ok. Tức là mình ngồi cái mic mình không hướng vào loa thì cái này nó sẽ là cản cái sóng âm này, nó giảm thiểu cấp ngược, chứ không phải là làm để làm cạch. Đấy, nó đều là kỹ thuật hết. Đấy, em này là 601, còn em này là 601B. Đấy, cấu hình như nhau. Và em này là một em chịu đòn rất tốt nha các bác nhé. Một chiếc của em này là công suất maximum là 360W, 360W một chiếc, và đều là sản xuất tại Nhật, phục vụ ở nội địa thôi. Cái hàng này thì em chưa thấy hàng xuất, chưa thấy hàng xuất bao giờ. Thường là hàng xuất ấy, nếu mà thương hiệu này người ta sẽ đặt tên là GBC, GVC. Chữ V ở đây nó là Victor, Victor, thực ra Victor này là tắt thôi, còn đầy đủ của nó là Victoria tiếng Anh ấy. À, nếu mà xuất đi thị trường các nước thì cái hãng Victor này người ta sẽ lấy cái thương hiệu quốc tế là GVC. G là chữ đầu của cái Japan, là nước Nhật. Victoria đó là cái thương hiệu này. C ở đây nó là company, tức là công ty chiến thắng của Nhật Bản. Còn những cái thương hiệu mà để nguyên Victor như này thì là chỉ phục vụ người dân nội địa của Nhật. Tại sao mà một thương hiệu nó có hai tên là nó như vậy. Bát của em này rất là chất các bạn nhé. Bát nó kiểu như bát bô luôn, rất là chất. Để em quay cả bát này của em 601 trơn này các bác, 601B cho các bác. Chất bát là như nhau. Về cấu hình thì như nhau, chất tiếng thì cũng xem xem thôi. Thực ra cái này thì nó chưa về nhiều và bản thân em cũng gọi là chưa nghe để so sánh được nhiều. Nhưng trước mắt là ghép một vài âm ly thì thấy nó cũng có cái mức độ ở mức độ tương đồng. Còn để mà chi tiết hơn nữa, để cái làm nhỉnh hơn cái gì thì phải thời gian nữa. Và hôm nay thì mới có dịp để hai em này về cùng một thời điểm thì mới có dịp so sánh như vậy được. Và cái cách bố trí lỗ thở của hai em khác nhau nhé. 601B thì cái lỗ thở nó phía dưới, à phía giữa, khoảng cách của loa bass nó sẽ rộng hơn để cho nó hài hòa. Còn em này thì lỗ thở đặt hết phía dưới, hai bass sẽ gần nhau. Phải có vậy thôi. Còn loa thì đẹp xuất sắc, được không phải lăn tăn nữa nhé. Góc cách cực đẹp. Anh em nào có nhu cầu sở hữu bộ đôi này thì điện thoại cho anh, bộ đôi luôn nhé. Tại vì về hai cặp này bổ trợ nhau và tầm tiền này, em muốn phục vụ luôn các bác nào chơi luôn cả hai cặp cho nó chất, cho nó đậm. Không gian các bác khoảng tầm độ 50 mét các bác làm hai cặp này, nghe nhạc mà hát thì hết ý luôn. Số điện thoại đây, các bác cần thì điện thoại nhé, bên em sẽ có các bạn tư vấn cho các bác. Em thì nhiều khi cũng hay phải chạy đây chạy kia, nhiều khi không cầm máy. Các bác điện thì các bác sẽ tư vấn cho các bác, chuyên môn tư vấn đầy đủ cho các bác. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.